Bên trong này là một cái mẫu xe mà anh nghĩ là nam đi cũng đẹp và nữ đi cũng đẹp luôn, đúng không? Nhìn rất là sang. Hơi to một xíu. Tem thì đó là bạn NBX tem chữ nổi nha quý anh chị. Đó, tem nổi, và đặc biệt đối với dòng X2022 này thì nó có một cái hệ thống là Yamaha Connect, cái này sẽ kết nối qua điện thoại luôn ha. Đó thì mình sẽ quản lý xe trên điện thoại luôn, rất là ok luôn quý anh chị. Xin chào quý anh chị đã quay lại với kênh YouTube xe máy nhập khẩu Anh Thư. Hiện tại thì cũng đâu đó qua hết 1/3 tháng 4 rồi, và trong tháng 4 này có những cái ngày lễ khá là lớn. Thì quý anh chị cũng nếu đi chơi thì cũng chúc quý anh chị có những cái chuyến đi thật là vui vẻ, hạnh phúc bên người thân, gia đình, bạn bè của quý anh chị. Còn nếu như quý anh chị có thời gian rảnh, quý anh chị có dự định đi mua xe thì quý anh chị hãy đến ngay cửa hàng. Bên em mở full ngày lễ luôn nha quý anh chị, không có nghỉ lễ nha. Thì quý anh chị đến xem xe, nếu được thì quý anh chị ủng hộ cửa hàng nha quý anh chị. Và trong clip này thì bên cửa hàng sẽ báo những giá xe tay ga đang kinh doanh của Yamaha, cũng như là những dòng xe 50 phục vụ cho các bạn học sinh cũng như là các cô chú lớn tuổi mà không cần bằng lái. Những cái dòng xe mình sẽ giới thiệu quý anh chị có những cái chương trình hỗ trợ từ bên cửa hàng cũng như là hỗ trợ từ nhà máy, chương trình tri ân khách hàng và những phần quà theo xe luôn nha quý anh chị. Đầu tiên chắc mình đi trước cái dòng Sonet của Yamaha. Thì hiện tại là Sonet của mình ở đây là có phiên bản tiêu chuẩn nè, phiên bản cao cấp và phiên bản giới hạn, đúng không em? Ba phiên bản, ví dụ như là con màu đỏ và con màu xám này thì đây là phiên bản giới hạn ha, hoặc là màu đen nhám này nữa quý anh chị, đó là phiên bản giới hạn. Thì hiện tại phiên bản giới hạn bên mình đang bán với giá khoảng bao nhiêu bác? 30.900. 30.900, mình có được nhận được cái hỗ trợ từ nhà máy nữa đúng không? Dạ. Là được mấy triệu? 2 triệu. 2 triệu là còn 28.900. Dạ, mình mua trả góp chứ không cần trả trước ha. Dạ. Chỉ cần căn cứ công dân chứng minh nhân dân. Và đây là một cái phiên bản cao cấp của Sonet. Đó. Phiên bản tiêu chuẩn thì là phiên bản chìa khóa này quý anh chị. Đây là phiên bản cao cấp, nó vẫn dùng chìa khóa thông minh. Thì hiện tại phiên bản mà cao cấp này của mình thì giá rất là khoảng bao nhiêu em? 29.900. 29.900 vẫn được hưởng 2 triệu đúng không? Dạ đúng rồi. Là còn đâu đó khoảng 27.900. Dạ. Giá đã bao gồm VAT rồi quý anh chị. Quý anh chị mua trả góp thì quý anh chị chỉ cần trả trước khoảng đâu đó là 3 triệu ha, 3 triệu là được. Đó, ngoài ra đây là những cái phiên bản giới hạn nữa nè, đó. Khá là đẹp. Và giới hạn 39 trả hỗ trợ là 2 triệu, còn lại 28.9 ha. Dạ. Đây là phiên bản Lette, đó, đây là phiên bản cao hơn so với Sonet em ha. Dạ. Cao hơn so với Sonet, đây là phiên bản giới hạn luôn. Thì nó cũng có phiên bản cao cấp và phiên bản giới hạn. Thì hiện tại cái phiên bản giới hạn này của Lette thì bên mình đang bán với giá phòng bao nhiêu? 35.900. 35.9. Theo được biết thì riêng cái dòng Lette này thì không được hưởng danh sách từ nhà máy ha. Không được nhưng hưởng 2 mà triệu. Ở xa thì em vẫn hỗ trợ giảm cho mình 1 triệu. À, ở xa vẫn giảm 1 triệu miễn là cứ tới cửa hàng, tới cửa hàng. Nhưng mà trước khi tới cửa hàng thì cứ gọi điện trước cho em ha, nói là anh tên gì đó, anh ngày mai hoặc ngày mốt anh tới cửa hàng anh xem cái dòng xe Lette chẳng hạn, hoặc là chị tới xem xe Lette thì em sẽ hỗ trợ anh chị khoảng 500 đến 1 triệu tiền sang xe đi lại ha. Dạ. Thì cứ liên hệ trực tiếp với em. Thì quý anh chị cứ liên hệ trực tiếp với Lai qua số điện thoại ở trên màn hình dưới phần mô tả, hoặc là gọi trực tiếp Zalo đều được nha quý anh chị, là sẽ cung cấp thông tin chi tiết cho quý anh chị luôn. Con này có cần trả trước không em? Này trả trước cho em tầm 5 triệu. Lette bây giờ sẽ trả trước 3 đến 5 triệu là nhận xe ha. Bên trong này là một cái mẫu xe mà anh nghĩ là nam đi cũng đẹp và nữ đi cũng đẹp luôn, đúng không? Nhìn rất là sang. Hơi to một xíu. Dạ. Tem thì đó là bạn NBX tem chữ nổi nha quý anh chị. Đó, tem nổi, và đặc biệt đối với dòng X2022 này thì nó có một cái hệ thống là Yamaha Connect, cái này sẽ kết nối qua điện thoại luôn ha. Dạ. Đó thì mình sẽ quản lý xe trên điện thoại luôn, rất là ok luôn quý anh chị. Ngoài ra thì ở đây nó có những cái phiên bản giới hạn và phiên bản cao cấp, thì không biết là hiện tại cái phiên bản này là mình đang kinh doanh với giá không bao nhiêu bé? 49.900. 49.900. Dạ. Mình có được hưởng chính sách gì không? Được giảm 1 triệu. Được giảm 1 triệu. Cứ liên hệ với em là được 1 triệu đúng không? Đúng rồi. Cứ liên hệ trực tiếp với Lại là được 1 triệu thôi. Gặp Lại thì được giảm 1 triệu. Giảm 1 triệu. Đó. Một cái dòng xe tay ga khác cũng của Yamaha đó là dòng Grande. Năm nay thì nó phân khúc nó cao hơn so với Lette một chút. Thì Grande này cũng có phiên bản giới hạn và phiên bản cao cấp.
Mà cái con mình đang đứng ở đây là phiên bản cao cấp ha. Thì hiện tại thì Grande này đang bán với giá khoảng bao nhiêu bé? 45.900. 45.900 được hưởng 2 triệu từ cửa hàng ở nhà máy ha. Dạ, là còn khoảng 43.900. Dạ. Đó, còn nếu anh chị liên hệ trực tiếp với lại số điện thoại Zalo thì lại giảm thêm cho 1 triệu nữa. Được không? Được. Giảm thêm 1 triệu nữa là còn 42.9. Trả trước chắc khoảng 3-5 triệu được em ha. Dạ. 3-5 triệu là mình có thể lượm xe được rồi. À, bây giờ lại sẽ nói về cái dòng xe 50 cho bên kia đứng đi. Những dòng xe 50 ở đây thì có cúp 50 đèn tròn nè, cúp 50 đèn vuông nè, có Vespa nè, đó, Vespa 50 nha quý anh chị. Cái dòng này thì chìa khóa cúp 50 chìa khóa này quý anh chị. Cúp 50 cũng có dòng chìa khóa, cũng có dòng chìa khóa cơ và chìa khóa thông minh. Thì đây là cái cúp của D-Tech và đây là chìa khóa thường ha, khóa cơ. Thì không biết là hiện tại là bên mình chiếc cúp 50 này màu xanh này thì mình đang bán với giá khoảng nhiêu bé? 16.900. À 16.900. Dạ. Ví dụ như cái cúp đèn vuông 50. Đèn vuông này cũng 12.900. 12.900. Dạ. Đó, và đặc biệt ở đây thì chiếc cúp 50 này. Cái này không phải 50, cái này 50 này 110 thì không biết. À 50. 50. Đây là chiếc cúp 50 được ráp ráp và nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia luôn chứ không phải là tại Việt Nam nha quý anh chị. Nó khá là chắc chắn. Màu sắc thì nó có khoảng 3 màu ha. 3 màu và xài bánh mâm thì hơi thăng đâm. Thì hiện tại bên mình đang bán cái dòng nhập khẩu từ Malaysia này giá không bao nhiêu bé? Dạ dòng này thì bên em đang có giá là 19.900. 19.900. Đó. Thì đây là những cái dòng xe phổ thông cho nên là giá cũng khá là mềm và trả trước thì chắc cũng không cần em ha. Không cần. Nếu như mà mua trả góp không cần trả trước. Ngoài ra thì hiện tại bên cửa hàng cũng kinh doanh hai cái mẫu xe tay ga nhìn khá là đẹp, khá là sang. Nó giống như là Vespa tuy nhiên thì nó là 50. Đó. Thì mình thấy là khá là nhiều các bạn học sinh đi vào mình rất nhiều. Thì hiện tại hai cái dòng tay ga này mình đang bán giá không có nhiều bé. 20.900. 20.900 đồng giá hai mẫu luôn ha. Dạ đúng. 20.900. Đó. Thì quý anh chị liên hệ trực tiếp với Lài thì Lài sẽ có những cái phần quà theo xe, phần quà bất thành đúng thưởng tại cửa hàng cũng như là những cái chương trình hỗ trợ từ nhà máy tại Việt Nam cho quý anh chị luôn. Thì liên hệ trực tiếp với bạn Lài trước qua Zalo hoặc gọi điện trực tiếp về để hỏi thông tin về giá xe nè, quý khuyến mãi và những thông tin khác về trả góp. Thì bên bạn Lài sẽ lưu lại thông tin và khi các bạn anh chị đến cửa hàng cứ nói là gặp Lài, đã liên hệ trước với Lài thì Lài sẽ có những cái phần hỗ trợ tiền xăng xe đi lại cho quý anh chị luôn. Thắc mắc thì cứ kết bạn Zalo hoặc gọi điện trực tiếp cho em nha. Cứ kết bạn để lại số điện thoại đi rồi bên em sẽ gọi lại cho mình chứ khỏi cần gọi cho em nữa. Cứ nói là anh quan tâm với dòng xe đó và gọi lại danh số này là được đúng không? Dạ đúng rồi. Và trong cái tháng tư này thì bên cửa hàng sẽ quay bốc thăm trúng thưởng như là các anh chị mua xe được phát một phiếu trúng thưởng, phần quà để trong kia, quý anh chị trở thành một cái khách hàng may mắn thì cũng rất là hay vì những phần quà đó phục vụ cho cái đời sống hàng ngày của quý anh chị luôn. Thì quý anh chị đến ủng hộ cửa hàng nha quý anh chị. Và địa chỉ cửa hàng ở đây là ngay khu nghiệp Mỹ Phước 1, quốc lộ 13, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Các anh chị không biết địa chính xác thì cứ nhắn tin qua Zalo cho Lài là sẽ gửi vị trí chính xác của anh chị đến cửa hàng nha quý anh chị. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video.